Ok. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về giả thuyết Onsager ở trong cơ học chất lưu. Gần đây thì một kết quả gần đây của mình đó là mình đã chứng minh được giả thuyết Onsager trên đa tạp Riemann có biên. Trong đó cái velocity field là nằm trong không gian Besov B 1 phần 3 3 1. Và mình sử dụng giải thích điều hòa dựa trên its kernel. Và ngày hôm nay thì mình mở rộng kết quả đó lên không gian B 1 phần 3 3 vô hạn, bằng cách đó là mình sẽ construct, mình sẽ xây dựng cái hit kernel bằng tay luôn, sử dụng những kết quả từ trong microlocal analysis. Nhờ đó mình mở ra một kết quả lên không gian mới này. Thì cái bài toán này là chủ yếu được giới thiệu là nhờ thầy Isaac, Phil Isaac ở trường Caltech. Lâu lâu thầy có thường tới UCLA nói thuyết trình, và thì mình thấy cái bài toán của thầy giải trên không gian đa tạp không có biên. Rồi mình suy nghĩ, nếu bỏ biên lên thì sao? Thì lúc đầu mình tưởng nó chỉ là một cái exercise nhỏ, nhưng mà mình càng làm thì càng thấy bài toán thú vị hơn. Và đây là một cơ hội cho mình học hỏi nhiều hơn về hình học vi phân và PD trên đa tạp. Ok. May mắn là ngày hôm nay là không gian Besov với phương trình Navier-Stokes với phương trình Euler để được giới thiệu, nên chắc mày không cần phải giới thiệu lại. Nhưng mà cái khác của mình đó là mình làm mọi thứ là trên một cái đa tạp Riemann có biên, và coi như là smooth hết, và dimension là ít nhất là 2. Mấy thứ này chắc mình không cần phải giới thiệu lại. Thì V này là velocity field. Cái khó khăn của Euler Navier-Stokes là có cái thằng non-linear term này, divergence của V và V. Ngoài ra thì cũng mọi thứ đều là incompressible, và cái điều kiện trên biên mình chọn cho Euler là điều kiện Newman, tức là tangential, nó tiếp xúc với biên, tức là nó không bao giờ chạy ra khỏi biên được. Và một chút kỹ ký hiệu khi mình viết xn, tức là mình nói về những cái vector field mà nó tiếp xúc với biên, còn gọi là điều kiện Neumann. Ok, và mình sẽ giả thuyết Onsager rất là đơn giản, là nó cái nói đơn giản là động năng được bảo toàn từ thời gian. Nếu mà velocity field có regularity ít nhất là 1 phần 3. Dĩ nhiên nói thì đơn giản, nhưng mà mình phải định nghĩa rất nhiều thứ. Thế nào là regularity, thế nào là weak solution, và mình làm ở đâu, làm việc làm trên ORN hay làm trên data vân vân. Thì cứ mỗi cái câu chọn lựa khác nhau dẫn đến một bài toán khác nhau. Thì cái vấn đề này nó đầu tiên xuất hiện trong cái giả thuyết hydrodynamic turbulence của Onsager và Komogorov. Thì có cái link rất hay tóm tắt lịch sử của cái vấn đề này. Thì hồi đó Onsager tin rằng là động năng của dòng chảy nó sẽ liên tục chạy lên những cái tần số cao, đến mức nó chạy lên vô hạn, dẫn đến việc là mất đi động năng cho dù không hề có nhớt. Sự khác nhau giữa Euler và Navier-Stokes là trong Euler không có độ nhớt, không có ma sát, mà nó vẫn dẫn đến mất đi động năng. Thì cái đó ta gọi là anomalous dissipation of energy, mất đi động năng mặc dù không có ma sát. Và Onsager tính rằng là nếu mà cái velocity field đủ trơn thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Ổng tính nhẩm thì ổng nói rằng là cái con số đạo hàm ta cần, con số trơn đủ trơn ta cần là 1 phần 3. Thì đó là hồi đó ổng tính nhẩm thôi, nhưng mà
sau đó thì mới được các nhà toán học chứng minh là chính xác. Cái bài toán Osager này nó cũng liên hệ trực tiếp với bài toán regularity của Navier-Stokes, bởi vì trong quá trình giải những vấn đề này là chúng ta phải liên tục tìm hiểu những cái tần số của dòng chảy, đặc biệt là tần số cao, chuyện gì xảy ra nếu mà năng lượng chỉ là những tần số cao. Và trong đó là có những cái kỹ thuật đã bắt đầu trở nên nổi tiếng như là convex integration. Là nếu mà ai muốn tìm hiểu về những cái kỹ thuật này thì có thể xem cái lần sau của lớp thầy tao dạy về Osager conjecture. Và cái bài toán này nó cũng là một lý do tốt để mà cho mình tìm hiểu xem là giải thích điều hòa trên đa tạp có biên sẽ như thế nào. Có nhiều thứ sẽ rất là mình phải tự thay đổi, nhiều thứ mình phải tự làm. Trong đó thì có nhiều tính giao hoán mà hồi đó mình xài được, mình lên đa tạp không còn xài được nữa. Và cái phần khó khăn nhất của cái bài toán này là ở những chỗ mà nó không hề có sự giao hoán. Mình sẽ giải thích thêm về những sự giao hoán này. Và một chút nữa là gần đây thì mình cũng sử dụng những cái kỹ thuật này để mà chứng minh một số vấn đề khác trong bài toán Navier-Stokes, nhưng mà đó sẽ là một cái paper khác, mình tạm không nói tới ngày hôm nay. Để mình review một chút về giải thích điều hòa. Ok, mọi người ở đây chắc ai cũng biết là không gian LP là không gian gì rồi. Không gian Sublet thì coi như là không gian LP mà ta quăng thêm mấy cái đảo hàng vô. Và hãy nhớ rằng đó là chúng ta định nghĩa tần số của một cái function bằng cái sử dụng biến đổi Fourier. Thì với biến đổi Fourier ta có thể phân tách một cái function cách tần số khác nhau. Chỉ đơn giản là ta dùng cutoff, sử dụng cái smooth cutoff như là chi n để mà ta phân tách các tần số. Thì ta sẽ viết bn, tức là f tần số n của f, và p nhỏ hơn n, f tức là tất cả những tần số nhỏ hơn n của f. Thì có những bạn nào mà không biết giải thích điều hòa thì cứ nghĩ đến âm nhạc đi. Thì âm nhạc chia tần số khác nhau, tần số thấp thì là bass, tần số cao thì là treble. Thì phần lớn khối lượng của một cái function là nằm trong những tần số thấp. Còn mấy cái đạo hàm của nó, mấy cái regular thì những cái độ trơn của nó phần lớn nằm những tần số cao. Ok, và mình sẽ review chút về không gian Bezos. Cái có trong bài của anh vừa thì anh mình review một chút là ta định nghĩa không gian Bezos bằng cách là ta phân tách f thành các tần số khác nhau. Còn sau đó ta tính chỉ số LP của tụi nó. Rồi sau đó ta cộng lại theo không gian LQ. Thì bằng cách chọn S, B, bằng cách chọn B và Q khác nhau, ta có thể đo sự tương tác giữa các tần số khác nhau của cái function của ta. Trong đó S thì chính là cái độ trơn của ta. Và S này cũng chính là cái con số đạo hàm mà ta có thể kiếm được. B thì là không gian LP dùng để mà tính mấy cái tần số khác nhau của F. Còn Q là cái không gian sequence LQ để mà ta tổng hợp lại các tần số khác nhau. Thì sử dụng cái này thì ta có thể biết rất nhiều về hình dạng, độ trơn, độ lớn, độ rộng của F. Và không gian Bezos thì nó mở rộng các khái niệm khác nhau như là không gian Hölder hay là không gian Sobolev. Và nếu mà ai có quên định nghĩa của không gian Bezos thì có thể nhìn ở phía bên phải. Nhìn đây đây. Nói về một chút về lịch sử của Osager conjecture. Thì khi
cái không gian của chúng ta là Oran hoặc là TN, tức là Taurus Periodic Domain. Thì cái vấn đề này, cái positive production, tức là ta có conservation of energy, năng lượng bảo toàn khi mà lớn hơn 1/3, độ trên lớn hơn 1/3, thì cái này rất là dễ, đã biết từ rất lâu rồi. Trong đó thì cái không gian lớn nhất mà người ta tìm được trong cái giai đoạn này là không gian B1/3 BCN. Thì lúc đầu mình coi CN là cái gì, cái văn số gì, thì định nghĩa rõ ràng ra thì không gian CN này là cái closure, cái closure của mấy cái test function trong cái không gian B1/3 ba infinity. Trong đó thì cái chiều còn lại khi mà độ chân bé hơn 1/3 thì năng lượng không còn bảo toàn, thì cái phần này khó hơn nhiều. Và gần đây thì kết quả trong vấn đề này là dựa trên bài báo của giáo sư Isaac, người đã giới thiệu cho mình cái vấn đề này. Ai mà muốn biết thêm về cái lịch sử của Onsager thì có thể xem cái bài báo link dưới đây, On Turbulence in Geometry from Nash to Onsager. Và câu hỏi mà mình đặt ra là nếu mà thêm biên chuyện gì xảy ra, thì nếu mà mình thêm biên thì liệu có còn bảo toàn động năng hay không? Tóm lại câu trả lời là có, nhưng mà có một vài điều kiện có thêm vào. Thì Bados và TT năm 2017 chứng minh được khi mà em là một cái miền bị chặn ở trong Oran và velocity field là nằm trong không gian Hohner với alpha lớn hơn 1/3. Sau đó thì có nhiều bài báo khác nhau mở rộng kết quả này. Mình tạm không thể nào mà nhắc hết mọi thứ ở đây được. Một bài báo mà mình một bài báo rất là ngắn của anh Nguyễn Quốc Hưng đã ở đây, là anh chứng minh trong trường hợp là không gian là B alpha 3 infinity, cho nó alpha lớn hơn 1/3. Và chúng ta phải thêm một cái điều kiện mà điều kiện gần biên mà mình tạm gọi là strip decay. Mình không biết là có ai đặt tên cho cái điều kiện này hay chưa, mình cũng chả biết tên là gì, thì mình chỉ gọi là strip decay. Mình sẽ viết ra cái strip decay làm sao. Gần đây nhất, kết quả lớn nhất thì Bados và nhiều người khác chứng minh được một cái law lớn hơn, người ta gọi là conservation of entropy law. Trong đó chứng minh được là với em chỉ cần là mở ở trong Oran và V thì nằm trong cái không gian rất là lạ gọi là B1/3 3 VMO, thì cái không gian này nó bự hơn cái không gian trước kia một chút. Không gian VMO nó bự hơn không gian CN một chút. Mình sẽ không định nghĩa ở đây tại nó hơi bị phức tạp. Và tóm lại là cái conservation entropy law này nó khái quát Onsager conjecture cho nhiều phương trình khác, cho nhiều phương trình khác, không chỉ là phương trình Euler. Đặc biệt có là bọn họ cũng sử dụng cái strip decay condition, và mình sẽ viết cả cái strip decay condition trong trang sau. Thì đây là cái mà mình gọi là strip decay condition, điều kiện gần biên. Thì giống như là nhớ V là velocity field, P là pressure, thì nguyên cái này mình nhân với V dot cái normal vector field. Và có thể tưởng tượng được có là cái con số này khi mở gần biên thì nó khá là nhỏ, càng tới gần biên thì nó càng nhỏ. Ok. Và cái cách để mà mọi người chứng minh Onsager conjecture khi mà data có biên là bọn họ sử dụng cutoff, tức là bọn họ cắt cái velocity field để mà cho nó chỉ có support ở trong cái interior. Rồi khi mà bọn họ tính ra thì sẽ có một cái error term, và cái error term đó khi càng đến gần biên nó càng nhỏ. Cái error term đó cũng chính là cái strip decay này. Vậy đó là cách mà ta chứng minh cutoff và chạy đến gần biên, chứng minh là cái error term là đến gần biên nó càng lúc càng nhỏ.
Về một mặt khác, chuyện gì xảy ra nếu mà chúng ta cho rằng là cái space nó có một cái độ cong, tức là nó một cái data remain có độ cong. Chẳng hạn như là mặt cầu đi, thì tưởng tượng như là trái đất có độ cong, có tương tự như vậy. Thì khi mà chúng ta lên một cái data mà có độ cong thì rất nhiều thủ thuật không còn chính xác nữa, như là những cái thủ thuật mà trên không gian phẳng, toàn như ai cũng xài cái mấy cái giao hoán khác nhau như là divergence với convolution, tích chặt với phân kỳ, là chúng giao hoán với nhau. Thì cái này dĩ nhiên là không đúng khi mà chúng ta lên không gian Riemann, data Riemann. Thì trong bài báo của ISET và O năm 2015 là cái bài báo mà làm cho mình muốn làm vấn đề này, thì ISET và O sử dụng dòng chảy nhiệt để mà chứng minh oscillatory conjecture. Chữ tiếng oscillatory trên một data không có biển. Một cái điều hay mà mình học được từ bài báo này là cái dòng chảy nhiệt nó sẽ giữ nguyên cái điều kiện incompressible, điều kiện divergence free. Và mình đặt câu hỏi là nếu mình đặt thêm biên vào thì bài báo nó có khó lên hay không. Lúc đầu mình tưởng là exercise này sẽ là khá là nhỏ, nhưng mà càng làm thì càng thấy nhiều vấn đề khác nhau. Khi mà mình bỏ thêm biên thì có nhiều cái tính toán ở trong bài báo của ISET sẽ dẫn đến những cái tích phân trên biên khác nhau. Và những tích phân trên biên này rất là khó bị chặn, đặc biệt là bởi vì chúng có đạo hàm. Đạo hàm ở trên biên rất là khó chịu. Nếu mà ai muốn biết thêm về vấn đề này thì cứ coi cái second fundamental form ở trong nhập phi phân. Và ngay cả khi chúng ta sử dụng cái dòng chảy nhiệt thì nhiều thứ cũng gặp khó khăn, như là chuyện gì xảy ra nếu mà chúng ta đặt dòng chảy nhiệt lên một cái distribution. Này là chưa chắc được, tại vì giả sử chúng ta có một cái test function mà cái support của nó là compact ở trong interior, thì chúng ta đặt dòng chảy nhiệt lên thì nó đâu còn compact hay đâu. Đó là cái vấn đề. Cho nên là lý thuyết của distribution không xài được ở đây. Chưa nữa là chúng ta không chỉ làm việc ở trên scalar function. Chúng ta không chỉ làm việc trên mấy cái con số mà chúng ta làm việc trên cái factor field, một cái factor bundle. Và cái factor bundle này là trên cái data Riemann và có biển. Đó là ba cái tính chất khác nhau. Nó dẫn đến việc là kiếm mấy cái nguồn trong kiếm mấy cái paper nói về ba thứ này cùng một lúc khá là khó. Thường cái paper nó chỉ nói một trong ba thứ, hoặc là trong vector, hoặc là trong Riemann, hoặc là trong binary. Kiếm cả ba thứ hơi bị khó. Ok, vậy chúng ta phải làm gì? Để mình tóm tắt một chút về lịch sử của cái bài báo của ISET và O. Thì trước đó, năm 1983, Schwitthaus đã định nghĩa được giải thích điều hòa và phải biến đổi Ries trên không gian Riemann đầy đủ bằng cách sử dụng là cái tán tự Laplace và dòng chảy nhiệt. Trong đó thì Schwitthaus đã xây dựng dòng chảy nhiệt bằng lý thuyết của distributive operators và Gauss-Lehmann. Sau đó thì Kleinemann và Rodniansky năm 1906 đã định nghĩa được dòng chảy nhiệt trên không gian L2 bằng sử dụng là định lý phổ. Và trong đó thì sử dụng đó bọn họ có thể phân tách tần số little Paley trên những cái compact two surfaces. Khang ơi, anh có remark chỗ này thì nó khá là tương tự giống như cái bài talk của anh Bùi Thế Anh về chuyện là dùng cái histogram group để modify một cái hàm trong cái không gian metric measure space tổng quát. Mà trên đó thì mình có semi group là mình có thể làm được. Đúng. Đang nói tiếp
Cái này thì anh Trung Nhân Phú thì anh cũng làm rất nhiều về Dạ 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 cái Sumi Group cho cái phương trình up đúng cho đúng cái đúng optimal transport và ok à, và ICRO sử dụng dòng chuyển nhiệt của Strict Hard để mà chứng minh on second rupture trên đa tạp không có biên. Vậy thì trong trường hợp có biên thì ta phải làm gì? Thì cái thứ mà chúng ta thiếu là lithic hodge. Dụng lithic hodge rất là quan trọng trong trường hợp có biên, bởi vì lithic hodge cho ta được cái quan hệ của cái đối đồng đều ở trên biên và cái đối đồng đều ở trên cái interior. Thì như Strict Hass đã nói vào năm 1989, giải thích điều hòa chỉ đơn giản là lý thuyết phổ của toán trị Laplace. Chỉ cần có toán trị Laplace là có giải thích điều hòa. Thì cái này là bằng họ đó, mọi người đã biết từ lâu. Thì trong đó cái tính chất translation invariance nó chỉ đơn giản là một cái ngẫu nhiên trên Rn và Tn, chứ không phải là thứ chúng ta cần thiết để mà có được cái giải thích điều hòa. Và các hãy tưởng tượng xem một cái lý thuyết cái Wood Paley, một lý thuyết phân tách tần số, trong đó mà chúng ta có thể đưa vào được các cái điều kiện có biên khác nhau, và chúng ta cũng muốn là giữ được cái cấu trúc Hodge, tức là cái cấu trúc đối đồng đều, bằng cách là giao hoán với co-differential và exterior derivative, tức là phân kỳ với radian. Thì chúng ta muốn càng nhiều giao hoán càng tốt, giao hoán với các cái đạo hàm khác nhau, càng nhiều giao hoán thì sẽ càng tốt. Bởi vì nếu chúng ta có một cái tán tử thì dĩ nhiên chúng ta có thể như trong bài của anh Thế Anh là chúng ta có thể define, chúng ta có thể xác định nhiều không gian B shape và nhiều không gian gì đó khác nhau. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là những không gian này có thật sự là đồng đồng nhất với những không gian classical hay không? Thì câu trả lời trong trường hợp của chúng ta là có. Và chúng ta phải sử dụng lý thuyết Hodge để chứng minh điều đó. Và như nhiều mọi người vẫn còn nhớ thì mình vừa mới nói là sử dụng heat flow trên distribution là không được. Thì chúng ta hãy nhớ lại trên không gian Rn chúng ta đã làm gì. Trên không gian Rn chúng ta cũng không có xài được distribution. Thứ chúng ta làm, chúng ta làm nó có loại distribution mới ta gọi là tempered distribution. Thì câu hỏi mình đặt ra là tempered distribution trên đa tạp có biên là gì? Đây là một câu hỏi mình cảm giác rất là tự nhiên, nhưng mà mình tìm nhiều bài báo khác nhau mà mình không thấy ai nói về vấn đề này. Mình không biết tại sao, có lẽ mình không kiếm được. Và nếu không ai làm thì mình tự định nghĩa. Mình định nghĩa tempered distribution trên đa tạp có biên và mình tự gọi nó là heatable currents, tức là những cái current mà mình có thể sử dụng dòng chuyển nhiệt. Và sử dụng cái heatable current, ok, để mình tóm tắt là cái bài báo trước đây của mình, và sau đó mình nói cái bài báo hiện tại của mình. Cái bài báo trước đây thì mình sử dụng những cái định lý mới trong cái lý thuyết của sectorial operator, và mình sử dụng nhiều cái projection khác nhau để mà có được cái lý thuyết Hodge trên không gian LT. Nhờ đó mình có được là cái analyticity, cái này tiếng Việt là gì ta, độ chính hình, độ chính hình của dòng chuyển nhiệt trên LP và W1P, đặc biệt W1P. Và ngoài ra mình cũng kiếm được những cái bất đẳng thức Bernstein từ cái vấn đề từ cái lý thuyết này. Thì để mình nói một chút về lịch sử, thì lịch sử người ta đã chứng minh từ rất lâu rồi là dòng chuyển nhiệt có độ chính hình trên LP, nhưng độ chính hình trên không gian W1P thì tạm thời mình chưa thấy. Chưa nữa là tính giải tích của dòng, bạn cảm ơn, tính giải tích của dòng
conservation và chưa nữa là on-cycle conjecture của mình là mình chứng minh được nếu mà V nằm trong không gian B 1 phần 3, 3, 1. Và nếu như mọi người biết cái không gian Bishop thì cái không gian này nó hơi bị nhỏ. Nó hơi bị nhỏ so với cái không gian tốt nhất mà trước đây người ta có. Không gian tốt nhất ở trên Orange là B 1 phần 3, 3 cm, nó bự hơn một chút. Thì cái của mình còn hơi bị nhỏ. Cái của mình còn hơi bị nhỏ. Và cái và kết quả mới nhất của mình là mình đã mở rộng được từ không mà 1/3/1 là không gian CN. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mình mở rộng lên thế này thì có một vài thứ mình phải chịu, một vài cái price khác mình phải chịu. Thì mình giải thích là mình đã làm gì. Thì trước đây á, trước đây mình khi mà mình chứng minh cho không gian bên phần 3 31 á, thì như mọi người biết đây là cái không gian lớn nhất mà chúng ta có thể sử dụng trace theorem. Đây là không gian lớn nhất mà chúng ta có thể định nghĩa cái trace của một cái function điểm B là như thế nào. Thì nhờ có cái trace theorem này chúng ta có thể hoàn toàn làm việc trên cái chúng ta gọi là gì ta, cái image trên cái divergence field vector field, tức là trên cái ảnh của cái Lorentz projection. Chúng ta không cần phải đụng đến pressure. Nhờ cái trace theorem này mà chúng ta không cần phải đụng đến pressure. Chúng ta không cần cái điều kiện gì trên pressure cả. Thì đó là một cái điều hay bởi vì chúng ta có trace theorem. Thế nhưng khi mà chúng ta lên cái không gian CN như là trước đây trên cái không gian phẳng, chúng ta không còn cái trace theorem đó. Chúng ta phải sử dụng cutoff và chúng ta làm việc local. Và khi chúng ta sử dụng cutoff thì như các bạn nhớ như mọi người làm việc với cutoff thì bọn họ đều phải assume, bọn họ phải assume cái strip decay condition. Và mình đã viết ở phía bên phải này cho những ai đã quên cái strip decay condition. Khi chúng ta sử dụng cutoff thì chúng ta phải assume cái strip decay condition này. Đó là một cái giá mà chúng ta phải trả. Và chúng ta cũng phải đặt thêm một vài điều kiện trên cái pressure. Tại vì bây giờ chúng ta không còn trace theorem, cho nên chúng ta phải đặt một vài điều kiện đó. Và chưa nữa, chúng ta gặp phải trường hợp là giả sử như là E đi, là một cái vector field mà có cái compact support ở trong cái interior, tức là không chạm đến biên. Nó sống hoàn toàn ở trong cái nội của cái data, nó không lên biên. Giả sử chúng ta quăng cái quăng cái dòng chuyển nhiệt lên cái thằng vector field này và cho S gì vậy không, thì thứ mà chúng ta muốn rằng đó là cái thằng này nó sẽ rất nhỏ ở trên biên, nó không hoàn toàn biến mất trên biên, lúc nào nó cũng có thế giới trên biên. Chúng ta mong rằng là nó sẽ rất nhỏ ở trên biên. Thì làm cách nào nếu mà có được điều này, muốn có được điều này chúng ta phải có cái kernel estimate. Chúng ta phải biết được cái độ lớn của kernel ở trên biên như thế nào. Và đây là cái phần khó nhất của cái bài toán này, là chúng ta phải tìm được mấy cái kernel estimate để mà có thể đánh giá được cái thứ này trên cái biên như thế nào. Và đó là phần khó nhất của bài toán. Mình sẽ nói nó cho về cuối bài toán. Ok, mình viết B là cái Lorentz projection, cái vị trí Lorentz. Mình cũng có một cái result khá là nhỏ trong cái bài báo này là chúng ta có thể định nghĩa được cái không gian này B của B 1 phần 3 by infinity. Chúng ta có thể định nghĩa được không gian này bằng dòng chuyển nhiệt. Và kết quả của mình đó là Osaka đúng nếu B nằm trong cái không gian P B 1 phần 3 by CN với cái điều kiện strip decay. Ok, thì với những người mà không biết nhiều về fluid dynamics thì phép chiếu Lorentz là cái phép chiếu mà kiểu như nó bắt buộc mọi thứ đều phải là incompressible, tức là cái divergence free. Nó cũng bắt buộc cái điều kiện Newman, tức là phải tiếp xúc với biên. Ok. Và mình như thế là mình tóm tắt được cái result của mình. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nói về chi tiết.
Thì đầu tiên là mình nói về những cái function space classical, thì mình sẽ không nhắc lại mấy cái không gian LP, không gian Bezos, không gian Schubert. Còn mình có thể mang những không gian này lên đa tạp bằng cách sử dụng partition unity và diffeomorphism. Một cái vấn nạn là mình không có thể định nghĩa được nơm một cách chính xác, nhưng mà mình có thể định nghĩa được turbo một cách chính xác cho mấy không gian function space này. Còn sau đó từ mấy cái scalar function mình chuyển lên factor bundle, chuyển lên cái factor, thì mình cũng chỉ sử dụng local coordinate thôi. Và phần lớn mọi thứ từ trong lý thuyết của scalar function khi mà mình lên factor bundle vẫn còn, như là trace theorem hay là sublet embedding vẫn còn. Trong đó thì không gian L2 có thể định nghĩa bằng cái inner product này, và đây là một cái dạng ký hiệu mà mình khá là khoái, kiểu như là hai cái bracket, viết hai cái bracket thay vì một cái bracket, để mà mình nói là nó là cái global inner product, còn cái này là pointwise inner product. Nếu chỉ có một cái bracket là pointwise inner product, nếu có hai cái bracket đó là mình integrate over the whole manifold. Ok. Và sau này, và bây giờ mình sẽ nói về tangential và normal parts. Thì như mọi người biết thì vector ở trên biên có thể phân tách hai phần, phần tiếp xúc với biên và cái phần mà có cái phần mà song song với cái normal vector. Thì với một cái vector field thì mình có thể định nghĩa được normal part của nó bằng cách là có việc chiếu lên cái normal vector như là cái normal vector. Còn cái tangential part của nó chỉ đơn giản là mình trừ đi cái normal part của nó. Đó là cho vector field. Còn cho một cái differential form thì để định nghĩa normal part thì mình chỉ đơn giản trừ đi cái phần tangential. Trong đó tangential được định nghĩa bằng cách là cứ việc đá cái chữ T này, cứ việc đá cái tangential này lên mấy cái vector field trong cái định nghĩa của differential form. Bằng cách này chúng ta có thể định nghĩa được tangential part và normal part của differential form. Trong đó thì chúng ta cũng viết omega kn cho những cái differential k form mà nó tiếp xúc với biên. Ok. Và mình sẽ bắt đầu định nghĩa không gian Schwarz và equitable current. Ok, thì không gian Schwarz của mình nó sẽ trông như thế này. Đó là tất cả những cái thằng differential form K. Trong đó, chúng thỏa mãn tất cả các cái điều kiện Newman. Cho dù mình có quăng bao nhiêu cái Laplacian lên, nó vẫn thỏa mãn tất cả những cái điều kiện Newman mà mình muốn. Normal part của thằng này, normal part của nó khi mà sau đó với exterior derivative hay là co-differential, tất cả đều thỏa mãn điều kiện Newman. Nếu mà tất cả mà thích hơn điều kiện Newman thì mình gọi nó là giống như là Schwarz function vậy. Và cái turbo này là turbo C infinity. Tại mình làm cái không gian cân bắc cho nên cái turbo C infinity rất là đơn giản. Trong đó thì cái thằng Laplacian này là tán tử Hodge Laplacian, được định nghĩa bằng exterior derivative và co-differential. Những ai mà không quen làm việc với hình học phi phân thì cứ tưởng tượng nó như tán tử Laplace bình thường, cũng không khác gì cho lắm. Chỉ là mình làm việc trên vector và mình làm việc trên differential form, cho nên là cái tán tử nó phải là lạ chút. Ok, và mình cũng viết omega k 00 hay là d omega k. Nếu mà mình muốn nói về những cái thứ mình như là test function vậy, support nó compact ở trong cái interior. Rồi để mà định nghĩa chamber distribution chỉ đơn giản là lấy cái rule của nó thôi, với cái quick start turbo của nó giống y chang như là làm việc trên Orn vậy. Khi mà mình định nghĩa được cái mấy cái Schwarz function mình có ngay chamber distribution. Ok. Một vài cái result nhỏ là phép chí Lorentz là continuous trên tất cả không gian sublet. Phép chí Lorentz bắt buộc là mọi thứ đều phải là incompressible, tức là divergence free và impermeable,
tức là tiếp xúc với biên, điều kiện Newman. Một cách và một thứ mà Ethic Hodge cho ta được đó là nếu chúng ta bắt đầu bằng những cái swatch function, à nãy mình chúng ta vừa định nghĩa xong, chúng ta bắt đầu bằng không gian của swatch và sau chúng ta đặt cái closure của không gian Sobolev W1B lên thì chúng ta sẽ có cái không gian này W1B omega kn. Thì cái này nhìn nó rất đơn giản nhưng mà không hề đơn giản tí nào. Ừ. Nếu mà không có Ethic Hodge mình cũng không biết phải chứng minh như thế nào. Và cái này rất là quan trọng tại chúng ta sử dụng nó để mà chứng minh cái tính giải tích của dòng chuyển nhiệt. Có một cái semi group, tức là cái này là dòng chuyển nhiệt chúng ta đấy, ở thời gian T. Và chúng ta có thể định nghĩa nó trên mấy cái heatable current. Và có một cái và có một vài cái property rất là dễ chứng minh. Giả sử như lambda là một cái heatable current, một cái temperature distribution, thì khi chúng ta xài cái heat flow này nó sẽ lập tức trở thành swatch function, tức là chúng ta có smoothing với mọi thời gian t lớn không. Và nó là semi group thì này chỉ viết là như semi group và quan trọng là nó giao hoán với phép khí Lorentz. Không những thế, dòng chuyển nhiệt này giao hoán với mấy cái đạo hàm mà chúng ta cần ở trên học vi phân, đạo hàm D và đạo hàm delta, exterior derivative và co-differential. Trong đó cái co-differential mình phải nhắc một chút là co-differential C là chỉ định nghĩa trên những cái Newman differential form, tức là những cái tiếp xúc với biên. Mình sẽ không nhắc tới cái co-differential cho tổng quát, tại cái đó là hơi bị phức tạp. Và dĩ nhiên là dòng chuyển nhiệt thì nó phải là set adjoint ở trên không gian L2, và mình có thể định nghĩa là trên không gian LP và LP prime 2. Còn lại là mấy cái này là cái hàng dưới cùng này là định nghĩa dòng chuyển nhiệt. Này dĩ nhiên là cái định nghĩa luôn, định nghĩa của dòng chuyển nhiệt. Nếu chúng ta bắt đầu với một cái swatch function thì khi mà t tiến về không, chúng ta sẽ có convergence ở trong cái turbo C infinity. Rất là tốt. Cái này là cũng đúng ở trên không gian Orange. Chúng ta bắt đầu với swatch function, sẽ đặt cái heat flow lên. Khi mà t tiến về không thì chúng ta cũng có convergence ở trong cái không gian swatch. Và khi mà nhắc về không gian Orange với Tia thì chúng ta hãy nhớ một cái đùa khá là vui, tức là dòng chảy nhiệt tại thời gian T giống như là phân tách tần số biến thành những tần số bé hơn một phần căn T. Thì cái này là một cái đùa nhỏ mà sử dụng nó rất là vui. Thì chúng ta cũng chứng minh được là dòng chảy nhiệt chúng ta có tính giải tích trên mọi không gian LP với B giữa 1 và infinity. Cái này là đủ cho Euler rồi. Và đặc biệt là chúng ta chứng minh được tính giải tích trên không gian W1T. Cái này là khá cần thiết cho bài toán chúng ta, thì chúng ta sẽ phải nói chuyện về đạo hàm trên biên và đủ thứ. Chúng ta cần không chỉ cần giải tích trên LP, chúng ta còn cần giải tích trên không gian W1T. Ok. Thì ngoài ra chúng ta còn chứng minh được những cái bất đẳng thức Bernstein. Nếu mà ai học giải thích điều hòa thì bọn ai sẽ còn nhớ bất đẳng thức Bernstein. Thì mọi lớn, phần lớn các bất đẳng thức Bernstein vẫn còn đúng. Dĩ nhiên có một vài thay đổi khá là nhỏ. Chứ như là chẳng hạn là P nhỏ hơn N thì bằng P nhỏ hơn căn 2 N nhân chính nó. Thì cái này tại chúng ta sử dụng heat flow chứ không phải là chúng ta sử dụng liquid Pauli projection bình thường. Cái này là một vài cái thay đổi nhỏ. Tại mấy cái bất đẳng thức Bernstein thì chắc là mình cũng không muốn kể lại, tại vì nếu ai đã học về giải thích điều hòa thì bọn họ biết những bất đẳng thức này rồi. Mình chỉ muốn nói là ở đây
mình chú ý là n phải ít nhất là 1. Mình chỉ nói về tần số cao thôi, tại vì mình chỉ quan tâm những cái tần số cao. Trong bài toán của Navier-Stokes và Euler, chúng ta chỉ quan tâm những tần số cao, chúng ta không quan tâm những tần số thấp. Và sử dụng mấy cái heat flow này, sử dụng dòng chảy nhiệt này, chúng ta có thể định nghĩa được không gian Bezos dựa trên heat kernel. Thì cái này nó cũng nếu mà ai đã từng học thuyết điều hòa general thì cũng có những cái bài toán mà chúng ta định nghĩa Bezos trên không gian Oren cũng bằng heat flow. Thì mình chỉ việc đơn giản viết lại dưới dạng này. Mình có thể định nghĩa không gian Bezos bằng heat flow. Cái này là giống y chang như là trên không gian Oren, nhưng mà đã học cái đó rồi thì cái này cũng tương tự như vậy. Và cái này cũng giống như là bài toán của anh thấy anh như vậy. Chúng ta có thể định nghĩa nhiều không gian Bezos khác nhau, nhưng mà câu hỏi là nó có phải là không gian Bezos classical hay không? Thì là một thứ chúng ta phải tự trả lời. Sử dụng những cái định lý của những cái bất định thức Bernstein thì chúng ta có thể chứng minh được nội suy, cũng giống như là cái bài của anh thấy anh. Thì cái này là khá là đơn giản. Nhưng rồi sau đó chúng ta sử dụng cái này. Chúng ta có thể sử dụng cái này để chứng minh rằng là khi mà chúng ta áp đặt phép chia Lorentz lên thì cái không gian mới chúng ta, không gian mới Bezos cũng chính là không gian classical của Bezos. Và cái này là đủ cho bài toán của chúng ta rồi. Nếu mà mọi người chú ý thì mọi người sẽ hỏi rằng là ngoài cái phép chia Lorentz này thì hai không gian này có như nhau hay không? Nếu mà không có chỉ là dây này thì hai cái có bằng nhau hay không? Cái đó thì mình tạm không biết. Nếu mà có biên á, cho họ có biên rất là khó. Chứng minh chúng giống nhau hay khác nhau hơi bị khó. Còn mình không muốn nói gì như vậy đó. Cho nên là mình chỉ chú ý là nếu mà mình xài chỉ là dây thì hai cái thứ đó là như nhau. Ok. Và những ai mà cái này là những ai mà đã học hệ phi phân thì chắc cũng biết là quanh form với factor field có thể coi là như nhau, tại vì mình có được cái Riemann metric thì quanh form với factor field có thể coi là như nhau, và vì vậy cái Hausch relation nó được định nghĩa trên differential form và do đó nó cũng được nghĩa trên factor field. Và vì thế toàn bộ lý thuyết chúng ta nãy giờ là trên mấy cái differential form thì có thể quăng thẳng lên factor field. Ok, thì chắc là cái phần chứng minh này là mình có thể lướt qua, tại vì mình có thời gian không còn nhiều, khoảng 10 phút nữa thôi. Thì một vài ý mà mình muốn nhắc tới là đầu tiên là mình sẽ viết ET Laplace cho cái dòng chảy nhiệt. Còn cái Napla này là Levi-Civita connection. Nếu mà ai chưa học thì học phi phân, nếu mà ai không biết cái Levi-Civita này là gì, cứ thì có tưởng tượng như đạo hàm, nó là đạo hàm. Thì với câu hỏi mà mình đặt ra, là mọi người nhìn lại cái phương trình của phương trình Euler, cái thằng non-linear term ấy, cái thằng mà divergence của V&V ấy, thì cái thằng này chúng ta có áp dụng cái dòng chảy nhiệt có lên nó được hay không? Nếu mà không áp dụng, nếu mà nó không phải là heatable current, nếu mà nó không phải là temper distribution coi như mình tiêu, thì mình phải chứng minh nó là heatable current và phải chứng minh nó là temper distribution. Thì đầu tiên là mình nhớ lại Khang ơi, em có một cái mát bởi anh Ngô Quốc Anh. Liên thông LC là gì ạ? Liên thông Levi-Civita. Liên thông Levi-Civita. Thì mọi người hãy nhớ lại, nếu mà x, y, z là vector field mà hoàn toàn smooth đi, thì chúng ta có cái formula cho integration by parts. Chúng ta có thể đá cái đạo hàm từ y and z sang đạo hàm sang x. Cái giá chúng ta phải trả là một cái boundary term integral. Như vậy chúng ta nhìn những cái thằng boundary term này, nếu mà thằng y nó thỏa mãn điều kiện Newman thì nó sẽ hoàn toàn biến mất. Đó là một cái điều rất hay. Nếu mà thằng y nó tiếp xúc với biên thì cái thằng này sẽ hoàn toàn biến mất.
Và vì thế chúng ta có thể đá thoải mái cái đạo hàm sang thằng X từ trái sang phải. Và vì lý do đó, chúng ta có thể chứng minh được đó là cái thằng nonlinear term trong Euler chính là Chamber distribution. Và vì đó chúng ta có thể xài heat flow thoải mái. Ok. Và khi mà chúng ta xài heat flow lên cái thằng nonlinear term đó, chúng ta gặp vấn đề thứ hai. Đó là liệu chúng ta có thể quăng được cái heat flow này vô từng cái thằng V hay không, chúng ta gọi là thằng O hay không. Thì cái đó ta gọi là commutator estimate. Nhìn có tưởng là đơn giản, có tưởng là chúng ta có thể giao hoán giữa cái divergence với từng cái velocity field, nhưng mà không phải là dễ. Và chưa nữa, trong bài toán của chúng ta, bởi vì chúng ta làm việc có biên nên chúng ta còn phải nhân cái thằng velocity field với một cái cutoff. Thì câu hỏi mới đặt ra là nếu có thằng cutoff này á, thì cái commutator estimate có còn đúng hay không? Thì câu trả lời là đúng, nhưng mà chúng mình nó hơi bị khó. Thì mình sẽ để sau, chúng mình có phần dễ trước đã. Mình có tạm coi như là chúng ta có thể giao hoán giữa dòng chuyển nhiệt và cái thằng divergence và quăng vô từng thằng velocity field. Ok, thì cái phần dễ sẽ chăm như sau. Coi eta là một cái test function. Thì đây là thứ chúng ta cần chứng minh, đây là outsider, đây là bảo tàng động năng của thời gian. Thì để chứng minh cái này á, thì ta muốn regularize, ta muốn modify cái thằng velocity field theo space và theo time, hai thứ cùng lúc luôn, vừa không gian vừa thời gian. Thì khi mà chúng ta regularize như thế, chúng ta còn phải nhớ rằng là chúng ta cũng muốn cut off nữa, cut off để mà cho tụi nó xa biên nhưng mà không đụng biên. Như vậy là sẽ có đến ba cái limit khác nhau. Đầu tiên là theo time, sau đó là theo space, sau đó là cut off để mà cắt xa biên. Ba cái modify khác nhau. Thì khi mà mọi thứ trở nên smooth rồi á, thì chúng ta có thể chuyển cái đạo hàm cái thời gian thành đạo hàm thành không gian. Làm cách nào để ta chuyển đạo hàm thời gian thành đạo hàm không gian? Chúng ta dùng phương trình Euler. Phương trình Euler có thể tạm gọi là chuyển hóa từ đạo hàm không thời gian thành đạo hàm không gian. Và khi chúng ta làm những cái chuyển hóa đó, chúng ta sẽ có nhiều cái rất nhiều cái integral khác nhau. Chúng ta có thể control bằng shift decay, tức là cho nó đi về không hết trơn, chúng ta không phải lo. Mọi thứ trong shift decay đi về không hết, mình không phải lo. Và vì đó thì chúng ta sẽ có thể bởi vì không còn đạo hàm cái thời gian nữa, mình có thể quăng đi thời gian, có thể quăng đi tau, tức là modify cái thời gian. Khi mà không còn đạo hàm cái thời gian nữa thì chúng ta không cần phải modify nữa, chúng ta sẽ quăng đi thằng tau được. Khi mà quăng đi thằng tau này xong thì bước tiếp theo chúng ta xài cái commutator estimate, tức là cái giao hoán rất là khó, rồi giao hoán giữa nhiệt, divergence và quăng vô từng cái velocity field. Đây là cái phần khó nhất của bài toán. Mà nếu mà coi như cái phần đó đúng đi thì coi như xong ngay, thì nó bằng không liền, không có gì phải làm. Bởi vì thế cái phần khó nhất là chứng minh cái commutator estimate. Thì cái commutator estimate này cũng không có thời gian để mà chứng minh nhiều nữa, nhưng mà mình chỉ muốn nhắc một cái phần quan trọng nhất của bài toán. Cái phần quan trọng nhất của bài toán là cái phần này nè. Giả sử như cái thằng y dài này nè là một cái vector field, nó nằm trong cái interior của cái data, thì mình mong muốn rằng khi mà mình quăng cái dòng chuyển nhiệt cho nó thì có giống như là convolution vậy. Nhưng mà mọi người nhớ đi, nếu mà support của nó là compact cái interior, nếu mà mình còn convolution nó thì nó rất nhỏ trên biên, cái thứ mà mình có được sẽ rất là nhỏ trên biên. Thì mình mong rằng kết quả này vẫn đúng khi mà mình xài heat flow. Nhưng mà để mà có được kết quả này
thì chúng ta sẽ phải chứng minh cái mà ta gọi là of the diagonal decay của Higgs kernel. Tức là nếu mà x khác y dài, nếu mà x khác y dài, khi mà t tiến về 0 thì mọi thứ sẽ tiến về 0 rất là nhanh. Đây là cái phần khó nhất của bài toán. Và cái phần này là mình phải sử dụng micro local analysis. Đây là cái phần mà mình phải chứng minh cái of the diagonal decay đó. Thì cái này là mình có rất nhiều bài báo khác nhau rồi, không có ai cho mình được cái of the diagonal decay này. Bọn họ có rất nhiều cái estimate khác nhưng mà bọn họ không có cái of the diagonal decay cho mình trong trường hợp ta có biên trên vector. Thì mình phải tự xây dựng cái Higgs kernel đó và mình sử dụng lý thuyết của micro local analysis. Tóm lại là tất cả mọi thứ ở đây đều là bằng tay hết trơn luôn, và nếu mà nhìn kỹ lại ấy, là mình không có xài lý thuyết gì cao siêu hết trơn, chỉ xài giống như giải tích calculus bình thường của đại học thôi. Tất cả chứng minh là bằng tay hết trơn nhưng mà chứng minh rất là dài, mình không có thời gian mình qua coi hết những thứ này. Mà cái ý chính của cái việc xây dựng này là mình sử dụng lý thuyết của micro local analysis, trong đó cái lý thuyết của parametrics. Nhưng mà mình không xài lý thuyết pseudo differential operator, tại vì ở đây là mình không phải làm việc trên mấy cái đạo hàm, mà mình sử dụng một thứ khác. Một cái thứ này là có, nếu ai muốn câu biết được thì hãy coi những cái sách của ông Richard Melrose. Ông có nói khá nhiều về những cái này, giống như là p-calculus gì á. Chuyện gì xảy ra khi mà mình đi đến gần biên, mình muốn một cái estimate mà nó vẫn đúng ở trên biên, thì trong này chúng mình hơi bị khó. Nhưng mà nếu mà bạn kiên nhẫn thì bạn sẽ làm được. Và cái bước cuối cùng mình phải đoán xem cái leading term của thằng Higgs kernel trông như thế nào. Mình phải đoán là cái phần to nhất của Higgs kernel nó trông như thế nào. Cái bước cuối cùng này là mình phải đoán hoàn toàn. Và cái đây là cái phần mà mình mất thời gian nhiều nhất, tại vì mình đoán không ra. Nhưng một ngày nào đó thì mình nhận ra câu trả lời là cái leading term nó trông như thế này. Leading term của Higgs kernel nó trông như thế này. Nó là kiểu như một nửa của nó là Dirichlet, một nửa của nó là Newman. Mình kết hợp lại theo một cách nào đó, nó sẽ cho mình được cái Higgs kernel mình muốn. Và sử dụng cái đó, chúng ta có được cái, sử dụng toàn bộ những cái này thì chúng ta có được cái Higgs kernel of diagonal decay. Và sử dụng nó thì chúng ta chứng minh được cái giả thuyết Onsager. Và đó là kết thúc của bài báo cáo của mình.